Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Văn hóa Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi quốc gia đều có một trang phục truyền thống riêng thể hiện bản sắc văn hóa của từng đất nước. Nếu như Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok, Trung Quốc có sườn xám thì Việt Nam lại nổi tiếng với tà áo dài, làm cho người phụ nữ Việt Nam trở nên thước tha, xinh đẹp và duyên dáng hơn. Chiếc áo dài truyền thống là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Đông, Tây. Trải qua thời gian, áo dài vừa giữ được sự truyền thống xa xưa, vừa có những cách tân hiện đại để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trang phục này có thể mặc đi chơi, đến nơi công sở hoặc đi lễ chùa. Để tạo ra chiếc áo dài này, đòi hỏi người thợ may phải rất công phu, khéo léo với nghề mặc. Cần giặt áo bằng tay, phơi nắng nhẹ và là lực cẩn thận để áo không có nếp nhăn. Áo dài là nét đẹp, là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Chúng ta cùng giữ gìn trang phục này của người Việt các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.